Bây giờ nữ Việt Nam vẫn đang cố gắng thực hiện những pha tranh chấp, những tình huống áp sát đối phương để hạn chế tối đa khả năng dứt điểm của cầu thủ áo vàng. Như vậy là tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Trọng tài người Myanmar bà Chien Chien Yaye đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Một quyết định có lẽ là hơi nặng tay. Đó là tình huống mà Phạm Thị Tươi là người đã có pha tranh chấp với cầu thủ đối phương. Một quyết định thổi phạt có phần nặng tay của trọng tài chính. Mặc dù đã có tác động của Phạm Thị Tươi, tuy nhiên đó là tình huống mà rõ ràng là cầu thủ bên phía đội tuyển nữ Australia cũng đã có một pha cài cắm khôn ngoan. Không vào, dứt điểm, vẫn chưa vào. Như vậy là Kim Thanh vừa rồi đã chơi xuất sắc một tình huống mà thủ môn bên phía đội tuyển nữ Việt Nam đã cứu thua. Và phá đá tốt của Kim Thanh cản phá tình huống dứt điểm 11m của cầu thủ đối phương. Chúng ta cùng xem lại bóng này. Tình huống bắt bài rất tốt của Kim Thanh. Người đã thực hiện quả đá phạt 11m không thành công đó là Lugazo. Lugazo đã không thể chiến thắng được Kim Thanh và sau đó là pha băng vào đá bồi của này. Nhưng thủ môn mang áo số 14 bên phía đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có một pha trì cản phải nói là cực kỳ mạnh mẽ. Chúng ta cùng xem lại bóng này. Tình huống bắt bài rất tốt của Kim Thanh. Người đã thực hiện quả đá phạt 10m không thành công đó là Lugazo. Lugazo đã không thể chiến thắng được Kim Thanh và sau đó là pha băng vào đá bồi của này. Nhưng thủ môn mang áo số 14 bên phía đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có một pha trì cản phải nói là cực kỳ mạnh mẽ. Tình huống bắt bài rất tốt của Kim Thanh. Người đã thực hiện quả đá phạt 10m không thành công đó là Lugazo. Lugazo đã không thể chiến thắng được Kim Thanh và sau đó là pha băng vào đá bồi của này. Nhưng thủ môn mang áo số 14 bên phía đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có một pha trì cản phải nói là cực kỳ mạnh mẽ. Tình huống bắt bài rất tốt của Kim Thanh. Người đã thực hiện quả đá phạt 10m không thành công đó là Lugazo. Lugazo đã không thể chiến thắng được Kim Thanh và sau đó là pha băng vào đá bồi của này. Nhưng thủ môn mang áo số 14 bên phía đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có một pha trì cản phải nói là cực kỳ mạnh mẽ. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.